Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đẹp trai xinh gái đã đến với kênh của mình. Mình là Bà Bảo đây. Trong video ngày hôm nay mình quay trở lại với game Bậc Thầy kết hợp các con quái vật trong Mergy Monster Chapter 2. Trong video lần trước mình đã kết hợp ra rất nhiều con quái vật siêu mạnh, và video ngày hôm nay mình còn kết hợp được con quái vật còn mạnh hơn nữa các bạn à. Các bạn hãy xem hết video và cổ vũ cho mình nhé. Các bạn đừng quên ấn like, đăng ký kênh và chia sẻ video giúp mình để mình có động lực làm các video lần sau hay hơn nữa nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Ta quay lại game thôi nào. Tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng. Xông lên anh em ơi, xông lên chiến đấu giành chiến thắng đi nào. Cố lên nào, cố lên anh em ơi. Wow, con cậu bé mà quá được bạn mạnh quá. Trời ơi, trận này có lẽ đã thua rồi. Đèn thế nhỉ, trận đầu tiên mà đã thua rồi. Được rồi, đây rồi, ta phải kết hợp thêm thôi nào. Mình vừa kết hợp thêm được hai con hoa khắc ghi vũ khí màu vàng rồi. Ok. Và ta kết hợp hai con Haki Oki tạo ra được con Kili Kili đen xì xì các bạn ơi. Wow, con này mạnh lắm các bạn à. Con Kili Kili này có cỏ tay móng vuốt rất chi là dài luôn. Đây, mình vừa kết hợp hai con Goki Baby tạo được con gấu Fat đi các bạn à. Ok. Giờ chúng ta xem sức mạnh của con Kili Kili nhá. Đây con Kili Kili này. Đây, máu nó 312,5k, độ sát thương 46,88k. Đấy, các bạn nhìn đến quay 3D luôn. Đấy, game này là tất cả các nhân vật đều được quay 3D các bạn ạ. Được rồi nào, em ơi xuống lên nào. Kili Kili ơi, cố lên Kili Kili ơi. Trời ơi, Kili Kili mạnh quá. Nó đi như chỗ không người con ơi. Các chú yên tâm, cứ để anh Kili Kili cân tất. Ok, mình đã giành chiến thắng rồi. Đội bạn có con Mommy Long Leg, Kili Kili hai tay cầm hai cái răng cưa, và búp bê Poppy, gấu Fat đi. Ok, mình kết hợp thêm thôi nào. Xin thêm con kết hợp nào. Vừa xin được con thỏ ma quái và con Poppy đi. Tấn công anh em ơi, xong lên nào, Kili cố lên nào, mình lại chiến thắng cho các bạn ơi. Kili Kili đi, máu sụt rất chi là ít luôn. Quân đội bạn không có con nào khắc chế được con Kili Kili đội mình các bạn ơi. Kili Kili của mình mạnh quá, game này cho 5 sao luôn. Ok, lần này đội bạn lấy gì mà giành chiến thắng đây? Tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng, xong lên anh em ơi, vừa làm xong lên thôi, không cần kết hợp xin thêm quân gì nữa. Cố lên nào, Kili Kili ơi, trời ơi, một mình đang cần tin của đội bạn luôn, không ngán một ai cả. Yeah, lại thắng rồi, thắng liên tiếp luôn các bạn ơi. Kili Kili mình kết hợp được rất chi là mạnh luôn. Wow, bốc này, bốc ba cái dương được hai con nhân vật chính nha. Ok, bốc dương ở cái game này có được nhân vật trong game các bạn ạ. Đấy, mình vừa bốc được hai con nhân vật chính ấy. Được rồi, kết hợp luôn, kết hợp tạo ra con búp bê Poppy thôi. Poppy mạnh hơn con nhân vật chính, trừ con nhân vật chính rất khổng lồ thì mới mạnh hơn búp bê Poppy các bạn ạ. Ok, mình đã có lại thêm kết hợp hai con nhân vật chính to tạo ra được một búp bê Poppy rồi. 4 con búp bê Poppy rồi các bạn ơi. Xong lên nào anh em ơi, xong lên nào. À quên, không để quân của bạn có những gì mà đã xong lên. Cắt được không? Cố lên anh em ơi. Đảo có Kili Kili đảm bảo tất. Ok, mình nhanh cân tất, sợ gì. Bạn nào mạnh khỏe vào đây nào. Mommy Long Leg búp bê Poppy này. Bạn tuổi gì? Yeah, thắng rồi. Nhờ phúc của Kili Kili mà mình thắng từ nãy đến giờ các bạn ạ. Wow, quân địch có con Mommy Long Leg gì mà cao to thế kia. Trời ơi, con này cao to quá. Không sao, đã có Kili Kili rồi. Wow, quân địch cũng có con Kili Kili giống mình các bạn ơi. Ôi, trời ơi, khó khăn cho ta rồi. Lần này ta phải cố gắng lên các bạn ơi. Cố gắng giành chiến thắng thôi nào. Mình vừa xin thêm con Cookie Baby, và bây giờ chúng ta sẽ kết hợp thôi nào. Kết hợp hai con Kili Kili, hai con
Gucci Baby tạo ra con gấu Freddy và chiến đập hai con gấu Freddy tạo ra là một con gấu Freddy to đỏ rồi. Ok, sẽ kết hợp hai con gấu Freddy tạo ra một cậu bé vàng, kết hợp hai cậu bé vàng tạo ra Kili Kili có tay cầm răng cưa nào, hai con Kili Kili nhỏ đấy. Wow, mình kết hợp hai con búp bê búp bi màu đỏ tạo ra con búp bê búp bi màu tóc màu tím các bạn ơi. Máu 5k, độ sát thương 2,5k, con này vẫn yếu hơn con Kili Kili các bạn. Kili Kili máu mê độ sát thương cao hơn nhau. Tấn công lên nào em ơi, xông lên nào, xông lên, cố lên, cố lên, cố lên, trời ơi. Mau bị lồng lên của bạn mạnh thế, nếu mà phát nào chết quân mình phát đấy luôn, trời ơi. Mình khinh thường địch các bạn ơi, khinh thường địch vào cái kết, thua sát mặt luôn, đèn thế nhỉ. Không ngờ con Kili Kili, con Mommy Long Leg độ bạn mạnh thế, ném phát nào chết phát đấy luôn, không đỡ kịp các bạn ạ. Quá là mạnh độ luôn, độ sát thương quá là cao. Và bây giờ chúng ta xin thêm quân thôi nào, xin thêm quân kết hợp để giành chiến thắng nữa các bạn ơi. Nãy giờ mình thua nhiều quá rồi, à đâu mới thua một trận thôi, thua nhiều nên mình khinh địch quá mới thua một trận thôi. Ok, xin thêm hai con Cookie Baby, nói thật các bạn cũng hết tiền luôn, còn tiền đâu mà kết hợp xin thêm quân nữa. Có chăng lại cũng phải thi đấu để lấy tiền kết hợp tiếp thôi, chứ mình hết tiền luôn rồi, không kết hợp được nữa. Như này là chưa đủ thắng các bạn ạ, con Mommy Long Leg quần địch kia rất là mạnh luôn. Ở phía sau đội mình thì có một con búp bê Poppy tóc đỏ này, không ăn thua thôi. Cố lên nào, cố lên nào, may là giành chiến thắng được, cố lên, trời ơi. Trời ơi, thua rồi, còn không giết được con Kili Willy đội bạn luôn các bạn ạ. Trời ơi, đèn thế. Thua 2 trận rồi, cả đầu trận đó là 3 trận rồi các bạn ơi. Đèn thế nhỉ, còn địch rất chi là mạnh luôn. Các bạn ơi, hãy đăng ký kênh và ủng hộ mình như nào. Hãy ấn like và đăng ký kênh như nào để mình giành chiến thắng nào các bạn ơi. Trận này có vẻ rất khó khăn luôn các bạn ơi. Con Mommy Long Leg con địch rất là mạnh luôn. Con này rất là to, to cao, đẹp trai nữa. À quyển to cao xinh gái nữa. Mình xin thêm ít thỏ ma quái để kết hợp nào. Kết hợp thằng hậu vệ phía sau cho nó mạnh lên chút nữa. Để con địch không thể nào chiến thắng được. Ok, đã xin được 4-6 con thỏ ma quái và kết hợp 3 con nhân vật người chơi. Kết hợp 2 con nhân vật người chơi tạo ra 1 con nhân vật người chơi to hơn nào. Lại tiếp tục xin nữa nào. Ok ok, có vẻ giòn rồi đấy. Tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng. Xông lên nào, cố lên, cố lên, cố lên nào, cố lên nào. Xông lên anh em ơi, xông lên giành chiến thắng đi nào. Trời ơi, sao con Kili Kili có mạnh thế. Nó chả chết thì cả, nó cứ xuống tiến xuống lên nơi quân mình thôi. Chết hết rồi, đèn thế gì còn có phải đi còn không ảnh hưởng gì nữa. Cay thật sự các bạn ạ. Được rồi, lần này sẽ phải thắng nữa các bạn ơi, không thể thua mãi được. 3 trận liên tiếp thua rồi. Anh em ơi, xông lên nào, cố lên anh em ơi, xông lên thì thắng đi cho nào. Cố lên, trời ơi, sao nó còn địch trai thế nhỉ. Kili Kili mãi chán chết cả. Trời ơi là trời ơi, gấu Freddy nó đi như chỗ không người nữa. Trời ơi, cay thế, đèn vãi luôn các bạn ạ. Trời ơi, có lẽ người ta không thắng nổi hay sao. Mình vừa kết hợp tiếp nào, kết hợp thêm được con hai con búp bê Poppy tóc tím tạo ra con Mommy Long Leg. Có vẻ con Mommy Long Leg này còn bé hơn con Mommy Long Leg độ bạn 25k máu và 12,5 độ k sát thương các bạn ạ. Cũng mạnh đấy nhưng mà không thể mạnh bằng con Mommy Long Leg màu xanh độ bạn được. Còn đây con Mommy Long Leg to cấp trên của Mommy Long Leg của mình các bạn ơi. Ok, mình xin thêm hai con Cookie Baby tạo ra con gấu Freddy, kết hợp ăn gấu Freddy nhỏ tạo ra con gấu Freddy to nào. Bây giờ chúng ta tấn công lên nào, xông lên này anh em ơi, xông lên nào, cố lên nào, cố lên nào, cố lên, Kili Kili ơi, hang Kili Kili chết rồi, cố lên nào, cố lên nào, cố lên. Trời ơi, con Mommy Long Leg đồ bạn lợi hại quá, bắn phát nào chết quân mình phát đấy luôn, trời ơi. Video đến đây cũng là hết rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video các bạn ơi. Để video lần sau mình cố gắng kết hợp và giành chiến thắng các bạn nhé. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại, đừng quên ấn like, đăng ký kênh và chia sẻ
video giúp mình nhé, để mình có động lực làm cái video lần sau hay hơn nữa nha. Xin chào.